Xin chào cả nhà, thì tiếp tục Nhân lại làm thêm những video nữa để cùng chia sẻ tới cả nhà mình nhiều cái vấn đề về thị trường bất động sản và những cái cách thức mua bán bất động sản. Thì Nhân cũng nhận biết được một điều, tức là khi mà Nhân cho đi thì chắc chắn là Nhân sẽ nhận lại được, nhưng tức là Nhân không nhận lại được từ những cái bạn bè người thân của mình, nhưng mà Nhân biết một điều là mình sẽ nhận được những khách hàng đem lại cho mình. Thì hôm nay thì Nhân làm một cái video chia sẻ về cái cách mua bất động sản rẻ hơn người khác. Thì khi mua bất động sản, tại vì thật sự là Nhân làm chuyên về bên nhà phố đất nền thôi, cho nên Nhân sẽ nói chung về những vấn đề đó. Còn những cái căn hộ chung cư này kia thì nói chung là Nhân cũng biết sơ thôi, nhưng mà Nhân không có chia sẻ gì vì nó không có liên quan tới cái nghề mình á. Thì hôm nay là khi mình mua bất động sản thì nó có hai cái, nó có hai hướng. Tức là hướng thứ nhất là mình sẽ mua đất ngoài, tức là mình đất của dân, mình mua lại của những người dân á, hoặc là đất dự án thì mình sẽ mua đất của những chủ đầu tư, họ sẽ phân lô tách thửa rồi họ làm đường xá, công viên, cây xanh hoặc là quy hoạch trường học, bệnh viện này kia để họ bán. Còn đất của dân thì chỉ đơn giản và đơn thuần là anh có miếng đất, anh có sổ hồng và muốn bán, và tôi thì tôi muốn mua, là hai người thì gặp nhau hoặc là nhờ môi giới này kia đó thì giới thiệu cho nhau là mua bán thôi. Còn trong đất dự án thì nó rất là cực, tại vì trong một cái dự án thì nó có rất là nhiều vấn đề, cho nên là những chủ đầu tư họ mới nhờ những người như Nhân để mình về làm cho họ, để tư vấn cho những khách hàng của mình, tại vì nó rất là nhiều vấn đề sau này nó liên quan tới dự án đó, chứ không phải đơn thuần là khi mà mình bán đất ngoài thì bán xong rồi thôi, không có liên quan nữa. Cho nên bây giờ Nhân sẽ chia sẻ cho mình cái cách là làm sao để mua được bất động sản nó rẻ hơn người khác. Thứ nhất là nếu như mình mua đất trong dự án ấy, thì nó sẽ là nó có một cái giá chung, một cái giá mặc định nhất định của chủ đầu tư họ đưa ra cho những cái bạn sale để chào cho khách hàng. Thì nó chỉ có khác là ví dụ như cái diện tích lớn nhỏ thì cái giá khác nhau, hoặc là những cái vị trí mà nó nguyên những cái tiện ích, chẳng hạn như công viên, trường học, bệnh viện, thì lúc đó thì giá cả nó sẽ khác nhau. Còn cái giá nếu như mà nó không có một cái tiện ích gì mà nổi trội thì hầu như là cái giá nó sẽ bằng nhau hết. Còn đất ngoài thì cũng vậy, nhưng mà đa số là cái giá nó sẽ đều ngang nhau hết, chứ nó không có gì mà nổi trội, tại vì nó tức là của dân thôi, thì nó không có những cái quy hoạch như mà nó dự án, thì đâm ra là nó rất là nổi trội hơn, mà cái giá nó sẽ đều hơn trong dự án. Thì cái cách thứ nhất mà mình muốn mua được cái bất động sản rẻ đó, thì mình phải chơi thân với người cò hoặc người sale đó. Tức là khi mà khách hàng của mình đi mua đất đó, thì Nhân biết chắc chắn một điều luôn là tại vì mình có tiền thì mình có quyền, cho nên là cái tôi của khách hàng mình đó, thì nó sẽ rất là lớn, và những bạn sale thì cũng phải chiều lòng khách hàng để mà có thể bán được hàng. Thì cái đó là bình thường thôi, thì mình không bàn tới rồi. Nhưng mà ở đây thì Nhân có một cái lời khuyên nhỏ cho mình, tức là mình muốn mua rẻ hơn á thì mình chơi tốt với cái bạn sale đó, giống như là hai người bạn với nhau á, thì lúc đó là cái bạn sale, bạn nhân viên bán hàng hoặc là những anh chị làm kho ngoài đó, thì họ sẽ xem mình như người bạn rồi, thì chắc chắn một điều họ sẽ chia sẻ hết mình, hết lòng với mình, thật lòng với mình. Tức là một cái dự án thì hoặc là một khu đất nền đó, thì lúc nào nó cũng phải có một cái điểm tốt hoặc là một cái điểm xấu, thì những cái người đó họ sẽ phân tích ra cái điểm xấu là như thế nào và cái điểm tốt như thế nào cho mình. Và cái thứ hai là nếu như mình mua đất dự án thì Nhân nói là cái giá nó bằng nhau rồi, cho nên là nếu mua đất dự án thì mình sẽ được những cái bạn nhân viên đó tư vấn cho mình mua được những cái vị trí nó đẹp, mình mua được những vị trí đẹp để mình đầu tư, thì lúc sau này là mình bán lại nó sẽ rất là dễ dàng.
và cái giá trị nữa nó sẽ nâng cao rất là nhanh. Còn nếu ví dụ như là trong, mặc dù là trong một dự án đó, thì có những cái vị trí thì khách hàng mình khi mà mua rồi đó, và nhiều khi mà để 2 năm, 3 năm sau bán cũng được, nhưng mà có vị trí mình mua chỉ cần 1 tháng, 2 tháng sau là có người hỏi mua, nó kiểu như vậy. Cho nên là mình sẽ chơi thân với cái bạn sale đó để mà họ tư vấn cho mình một cái vị trí đẹp mà mình muốn đầu tư thì dễ cửa hàng, hoặc là mình muốn ở này kia thì nó cũng thoải mái, nó không có bị gò bó, bị bức xúc ở trong cái bản thân của mình, thì lúc đó mình ở thì mình rất khó chịu. Và cách thứ hai là nếu như mà đất ngoài hoặc là đất dự án mà đã là của chủ đầu tư họ bán hết cho khách hàng rồi, lúc đó là những cái bạn sale đó mua đi, những bạn sale đó sẽ là nhận ký gửi của những khách hàng đã mua được dự án rồi và bán lại cho mình, tức là mình sẽ qua một tay. Thì bằng cách là cũng như lúc đầu thì mình sẽ chơi thân với những bạn sale đó, và như Nhân nói đó, khi mà đã là xem là bạn với nhau rồi đó, thì họ sẽ rất là thật lòng với mình và mình sẽ mua được những cái bất động sản với vị trí đẹp. Cái đẹp ở đó nó không quan trọng, nhưng mà thường nhất á, khi mà mình mua bất động sản thì nó cũng sẽ có hai hướng như thế này, tức là có những bạn thì nhận ký gửi sẽ chốt cái giá cuối cùng với cái người chủ đất đó là bán là bao nhiêu. Thì ví dụ như họ bán là 500 thì cái người sale này có thể là kê lên 520 hoặc là 530, 540, 550, có những vị trí đẹp thì có thể là kê lên 600 triệu, tức là cái tiền lời của họ là 100 triệu. Nhưng mà 100 triệu đó thì cho cả nhà mình trả giá, thì mình trả giá thì thoải mái vô tư, tức là mình trả giá đi chăng nữa, thật sự khi mình mua một bất cứ một món đồ gì đó, mình trả giá thì mình cũng rất là ngại, cho nên là mình không có dám trả giá nhiều. Đó cũng là một cái lý do mà mình mua thì đôi khi mình bị hố, tức là bây giờ 500 mà trả 600 là lời 100 triệu, thì cả nhà mình nếu như mình trả giá mà tầm khoảng chừng 70-80 triệu đi, thì người kia cũng được 20 triệu rồi, thì người ta cũng bán thôi, người ta chấp nhận bán thôi, nhưng mà mình ngại đâu có dám trả giá như vậy đâu, trả giá cao lắm là từ 20-30 triệu thôi, thì lúc đó là họ đã lời được 60-70 triệu rồi đó. Và hầu như là những cái quyết định của cái lô đất đó là 100% là của bạn sale đó hoặc là của cái người còn môi giới đó quyết định luôn, cái chủ đất là hầu như là không có chúng ta tới, hoặc là không có biết một cái chuyện gì nó xảy ra, mà khi mà họ chốt được cái giá với cái người mua rồi thì lúc đó là mới cho hai bên gặp nhau đó. Và cách thứ hai là họ những người môi giới họ sẽ nhận cái giá, và chẳng hạn như bây giờ là 500, thì 500 đó thì họ sẽ ăn cái tiền là gì, gọi là tiền môi giới thì nó sẽ tùy theo cái khu vực, có những cái khu vực là nó sẽ là 3%, có những khu vực là 2%, và có những khu vực thì 1%. 1% thì đa số là những khu vực ở Sài Gòn, bởi vì cái giá trị nó lớn, thì cái giá trị nó tầm tiền tỷ trở lên không à, ví dụ như mình 2 tỷ 3 tỷ thì 1% là cũng được 20 triệu 30 triệu rồi. Còn ở dưới đất tỉnh của mình đó thì cái giá trị nó còn rẻ chút xíu, chẳng hạn như là 500-700 triệu và mình có một lô đất thì 2% thì ví dụ như 500 là cũng được 10 triệu, thì nói chung là cũng khá là ổn rồi, khá là ok rồi, chứ nó không có cái gì mà gọi là quá đáng lắm. Nhưng mà rất là hiếm những cái trường hợp như vậy, rất là hiếm, tại vì ở đây là khi mà khách hàng mình mua là chắc chắn một điều là nhân viên nói lúc nãy là mình sẽ trả giá, cho nên là mấy bạn nó ít khi nào mà mình giao đúng giá 500 để mà lấy 2%, nó cũng phải giao trên chẳng hạn như 520-530 để cho mà trả giá xuống thì còn 500 đó, thì đúng đó lúc đó là mới chốt giá cuối cùng là 500, thì bạn chỉ được 2% là mình bán được 10 triệu đó. Cho nên là phải là chơi thân với họ, tức là có những cái trường hợp á, thậm chí là nhân bán cái kiểu như là bán dùng luôn, lấy gì thì chỉ có chừng có 2-3 triệu tiền cà phê xăng khổ kia thôi, chứ thậm chí không có tiền lợi chấm nữa đó. Còn lý do là sao? Lý do là những cái khách hàng thật sự á,
tại vì đã xem video của Nhân rồi thì xem Nhân như là một người nhà, một người bạn rồi đó, nó thân thiết lắm. Và khi mình lần đầu gặp nhau á thì có những cái khách hàng có những cái cử chỉ làm cho Nhân phải nói là ngạc nhiên luôn, giống như là đã quen biết từ lâu thôi, là cảm giác nó thân thiết lắm. Cho nên là khi mà Nhân bán hàng rồi á thì bây giờ Nhân muốn bán mắt đi chăng nữa cũng không được, nó rất là khó. Thậm chí là có những cái khách hàng là quyết định mua hàng rất là nhanh, thì những cái trường hợp đó làm phải nói là cũng làm Nhân rất là ngạc nhiên. Cho nên là đó là những lý do mà Nhân không thể nào mà bán cái giá nó quá cao cho những khách hàng quá thân thiết với mình như vậy được. Rồi thì bây giờ Nhân chốt lại cái câu chuyện lúc nãy giờ Nhân chia sẻ cho cả nhà mình là muốn mua mà mất tài sản rẻ hơn người khác á, thì mình cứ chơi thân với những bạn cò, những bạn sale đó. Đầu tiên lại cứ ok coi họ như là bạn bè, xong rồi cà phê cà pháo này kia, cà phê cà pháo chưa chắc là mình trả tiền nữa, nhiều khi bạn kia đang trả tiền cho mình đó, nhưng mà cứ mời họ đi, rồi xong mời họ giao dịch này xong này kia, rồi mời họ đi nhậu, trò nhậu thôi, nhỏ nhỏ thôi, không có tốn nhiều tiền, những vài trăm ngàn thôi, nhưng mà sau này họ ra hàng cho mình rất là nhiều. Thì để kiểm chứng mà những cái vấn đề mà lúc nãy giờ mình đang nói với cả nhà mình đó, thì bằng một cách duy nhất là nếu như mình muốn mua bất động sản rồi thì hãy thử cái cách mà Nhân làm, Nhân nói nãy giờ cho cả nhà mình để xem là mình có thể mua được rẻ hơn hay không. Thì tức là rẻ hơn nhiều thì Nhân không chắc ăn, nhưng mà ít nhất phải từ 10-20 triệu. Thì 10-20 triệu thì đối với cả nhà mình nhiều khi nó nhỏ, nhưng mà đối với Nhân thì nó cũng rất là lớn. Cho nên là đó là một trong những cái cách mà để mà mình có thể là mua rẻ hơn người khác một chút xíu. Đó là nếu như mình mua đầu tư thì nó ok, nó không sao hết á. Còn mình mua mình ở, ví dụ như nó rẻ hơn 10 triệu, 20 triệu thì mình lấy 10 triệu, 20 triệu kia cũng mua được một số cái nội thất ở trong nhà của mình rồi. Và để và nếu như á mà cả nhà mình làm theo lời của Nhân, mà nếu như mình mua được cái bất động sản mà nó rẻ hơn như Nhân nói, thì chỉ cần cả nhà mình sao đây nhắn tin đi, nhắn tin Zalo của Nhân. Nhân ơi, cô chú hay anh chị đã xem video của Nhân rồi thì mua được cái bất động sản mà nó rẻ hơn như vậy đó, giống như lời Nhân nói, thì chỉ cần như vậy thôi là đó là một trong những cái động lực để mình có thể tiếp tục làm những video sau để chia sẻ cho cả nhà mình đó. Hoặc là nếu như gần ở trên Tân Phú, khu công nghiệp Tân Bình, hoặc là ở dưới Phúc Sinh đó, thì mình có thể là gọi alo Nhân. Cô chú anh chị thấy mày nói ok và cô chú anh chị đã làm như lời mày nói và nó được giống như lời mày nói luôn, thì bây giờ mời ly cà phê hoặc chào nhậu, ok Nhân chạy xuống tới liền rồi. Thì ở nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký của Nhân để có thể xem được tất cả những video sau. Nhân xin chào và hẹn gặp lại.